Bốn kiểu cha mẹ ốm đau dễ bị con cái bỏ mặc. Quý vị thân mến, tục ngữ thường nói bách thiện hiếu vi tiên, có nghĩa là trong trăm tính thiện, hiếu thảo phải đặt lên hàng đầu. Từ xa xưa, nước ta là một quốc gia coi trọng đạo hiếu. Tuy nhiên trong cuộc sống thực tế, nếu mắc phải những lỗi dưới đây, khi dạy con nhỏ, coi chừng khi lớn lên chúng sẽ trở thành những đứa con bất hiếu. 1. Chính bậc làm cha mẹ cũng không tôn trọng cha mẹ của mình. Trên thực tế, cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ và hầu hết các hành vi của trẻ đều được học từ cha mẹ. Theo nghiên cứu, hầu hết những phẩm chất và hành vi tốt đẹp của con người đều được hình thành từ thời thơ ấu. Vì vậy, nếu bạn không hiếu thảo với cha mẹ và có thái độ không tốt với người già, con cái có thể cảm thấy đây là điều bình thường. Thì trẻ lớn lên trong gia đình như vậy, chúng có thể hình thành sự thiếu tôn trọng người khác. Về những thói quen xấu của cha mẹ, nhà văn Trịnh Uyên Khiết đã nói: muốn con cái hiếu thảo với mình thì cách tốt nhất là chính mình cũng phải hiếu thảo với cha mẹ. Nếu bạn muốn con cái nên người, hiếu thuận với mình khi về già, hãy làm gương, kính trọng, chăm sóc người già, gieo mầm hiếu thảo cho con cái. 2. Cha mẹ thường xuyên quát mắng mỏ con cái. Người xưa có câu thường cho roi cho vọt. Tuy rằng xã hội không ngừng tiến bộ và phát triển, nhưng vẫn có rất nhiều bậc cha mẹ sẽ sử dụng phương pháp giáo dục thường cho roi cho vọt để kỷ luật con cái. Họ không ngờ rằng việc cha mẹ đánh đập, mắng mỏ sẽ chỉ dẫn đến hai hậu quả cực đoan. Thứ nhất, trẻ sợ bị đánh, trở nên nghe lời, không dám phạm sai lầm và sau này sẽ trở nên rụt rè, nhát gan. Điều này gây bất lợi cho trẻ trong quá trình trưởng thành. 2. Là càng bị đánh, trẻ càng nổi loạn, trong lòng sinh ra sự oán hận cha mẹ sâu sắc, tự nhiên sẽ không muốn chủ động hiếu thảo với cha mẹ. 3. Cha mẹ thiên vị. Những gia đình có 2 hoặc 3 người con, cha mẹ thường không tránh khỏi sự thiên vị. Theo kết quả nghiên cứu, 70% cha mẹ dành tình cảm không đều cho con cái. Tuy nhiên, tỷ lệ thực tế có thể cao hơn con số này. Tuy nói lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, nhưng để đạt được sự công bằng tuyệt đối là điều không hề dễ dàng. Sự thiên vị của cha mẹ dễ khiến những đứa trẻ không được quan tâm, trở nên sống nội tâm, ngày càng cô đơn, xa cách với cha mẹ. Trong khi đó, những đứa trẻ được ưu ái có thể trở nên kiêu ngạo, độc đoán, thái độ đối với cha mẹ cũng trở nên tệ bạc. Không chỉ vậy, việc bố mẹ có cách đối xử thiên vị dễ gây ra mâu thuẫn tình cảm giữa những đứa trẻ với nhau. Quan hệ cha mẹ con cái cũng vì thế bị ảnh hưởng. Khi chúng trưởng thành, sống độc lập, có thể sẽ không còn tình cảm với bậc sinh thành và muốn báo đáp phụng dưỡng. Trên diễn đàn Jinhu từng có một câu hỏi: cha mẹ có thể thiên vị con cái ở mức độ nào và con cái có thể tổn thương tâm lý đến mức độ nào? Một câu trả lời đã nhận được hơn 6.000 lượt thích. Nhiều người thú nhận rằng trái tim họ nặng trĩu sau khi đọc. Tiểu Dung, Trung Quốc, người đã phải chịu đựng sự thiên vị của cha mẹ từ khi còn nhỏ, nói rằng mình không có tuổi thơ. Từ lúc nhỏ, cô đã làm hết việc nhà, không có tiền tiêu vặt, không có đồ chơi, không phòng riêng, còn anh trai thì có tất cả. Khi bị anh trai bắt nạt, bố mẹ cô lần lượt chửi con gái. Khi bố mẹ cãi nhau, cô cũng là một bao đấm để họ trút cơn oán giận. Lớn lên và sống trong ký túc xá trường học, Tiểu Dung hầu như không bao giờ về nhà vì tổ ấm trong mắt cô là một cực hình. Nhìn thấy mẹ mình đang cười hạnh phúc với anh trai và quay mặt lại nhìn con gái vừa đi xa về với vẻ thờ ơ, Tiểu Dung rất đau lòng. Vậy nhưng khi mẹ ốm phải nằm viện, lại là Tiểu Dung ngày đêm phục vụ. Người anh trai không quan tâm, không đóng góp. Sau này khi mẹ mất, Tiểu Dung không thể rơi một giọt nước mắt nào trong đám tang. Cô nói dù muốn khóc nhưng nước mắt đã như cạn khô vì năm tháng tuổi thơ đầy uất ức. Mẹ chỉ sinh ra cô vì nghĩa vụ với gia đình chứ thực sự chưa bao giờ yêu con. Tiểu Dung bây giờ không tin trên đời có tình yêu, chỉ tin vào bản thân mình và chỉ muốn một mình mãi mãi. Nếu có thế giới bên kia, tôi sẽ không bao giờ là con của họ, cô nói. Cha mẹ là những người thân yêu nhất và được con cái yêu quý nhất. Vậy nên khi bị cha mẹ đối xử bất công, không được tôn trọng và yêu thương, trong lòng con cái sẽ hình thành một tổn thương sâu sắc. Sự thiên vị thực sự là một điều khủng khiếp.
nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự nhất bên trọng, nhất bên khinh của cha mẹ để có thể tác động xấu đến sức khỏe tâm thần của trẻ. Loại tổn thương này để lại một bóng đen cho sự phát triển của trẻ, thậm chí kéo dài đến khi trưởng thành hay cả cuộc đời, dẫn đến khiếm khuyết nhân cách, trầm cảm và muốn tự tử ở trẻ. 4. Cha mẹ quá chiều chuộng con cái. Điều này rất phổ biến ở các gia đình Việt Nam. Hiện nay điều kiện kinh tế dần được cải thiện, các gia đình lại sinh ít con, vì vậy chúng luôn được yêu chiều như những công chúa hoàng tử. Quần áo tới tay, cơm dâng tận miệng. Vì vậy trong xã hội ngày nay, việc cha mẹ chiều chuộng con cái không còn là chuyện xa lạ. Chỉ cần con trẻ sung sướng, bậc cha mẹ có thể làm bất cứ điều gì. Thế nhưng những đứa trẻ hồi nhỏ càng được chiều chuộng bao nhiêu, lớn lên chúng đối xử với cha mẹ càng ích kỷ bấy nhiêu. Những đứa trẻ được cha mẹ chiều chuộng vô kỷ luật trong thời gian dài, dễ hình thành tính tự cao tự đại. Chúng thường không nề nang, biết ơn người khác và sẽ cảm thấy sự quan tâm của gia đình đối với mình là điều hiển nhiên. Đứa trẻ như vậy lớn lên không những không hiếu thuận mà còn có thể về già trở thành những đứa trẻ khổng lồ, thích dựa dẫm, thậm chí có trường hợp động tay động chân với cha mẹ mình. Quý vị thân mến, cha mẹ là tấm gương phản chiếu của con cái, vậy nên cần cẩn thận từ lời ăn tiếng nói cho đến mọi hành động. Nhiều nghiên cứu khoa học và câu chuyện thực tế đã chứng minh rằng con cái chính là tấm gương phản chiếu tính cách, lối sống của cha mẹ. Một đứa trẻ thông minh, hòa đồng, lễ phép thường sống trong gia đình gia giáo, có phép tắc, có phương pháp giáo dục cẩn thận. Ngược lại, những đứa trẻ tính khí nóng nảy, bất cần, thiếu kiên nhẫn sẽ sống trong môi trường mà cha mẹ có tính cách tương tự. Sau đây là 4 kiểu gia đình khó nuôi dạy được những đứa trẻ ưu tú. Nếu cha mẹ muốn cuộc đời con trở nên tươi sáng, cần sớm thay đổi hành vi của bản thân. 1. Cha mẹ cầu toàn quá mức. Nhiều người có tính cách nghiêm khắc, khắt khe, luôn đặt ra yêu cầu cao với bản thân và công việc. Sau khi có con, họ vẫn duy trì lối sống này và áp dụng vào việc nuôi dạy con. Chẳng hạn như khi con học nói, cách phát âm chưa chuẩn, họ sẽ cảm thấy khó chịu và bắt con sửa đi sửa lại bằng thái độ cáu gắt. Hay khi con bị điểm kém, họ sẽ trách mắng và bắt con phải đạt điểm 10 ở lần kiểm tra sau. Các bậc phụ huynh cứ tưởng việc yêu cầu cao sẽ tốt cho con, giúp con nhanh chóng hoàn thiện bản thân. Nhưng thực tế, trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi, lo lắng, hoang mang mỗi khi làm sai điều gì. Những đứa trẻ có cha mẹ cầu toàn thường cảm thấy mặc cảm, tự ti về bản thân. Cha mẹ cầu toàn quá mức khiến không khí gia đình luôn căng thẳng, không yên ấm vì nhiều yêu cầu không thực tế, khó thực hiện được. Cầu toàn quá mức không tích cực chút nào cả ở một gia đình hay ở cấp độ cá nhân. 2. Bắt con cái chịu đựng khổ hạnh. Nhiều cha mẹ quan niệm trẻ cần rèn luyện gian khổ mới có thể thành tài. Điều này hoàn toàn đúng nhưng cần ở một mức độ nhất định, không nên bắt trẻ phải chịu khổ hạnh. Nhiều gia đình bắt con học tập căng thẳng, làm nhiều việc nhưng không cho con được giao lưu với bạn bè hay đi du lịch vào dịp nghỉ hè. Họ nghĩ như vậy sẽ khiến đứa trẻ sinh hư, lười lao động và không chịu được vất vả sau này. Tuy nhiên, phương pháp giáo dục này là phản khoa học, sẽ khiến những đứa trẻ luôn trong trạng thái mệt mỏi, cảm thấy thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần và khao khát được tự do. Vì thế, cha mẹ không nên bắt con chịu khổ quá mức, hãy nuôi dưỡng tinh thần cho con một cách hài hòa. Cha mẹ cần xen kẽ thời gian giữa học tập, làm việc và giải trí để con cảm thấy vui vẻ, tràn đầy năng lượng tích cực. 3. Mắng con nơi đông người. Mắng con nơi đông người, xử phạt bằng hình thức xúc phạm được nhiều phụ huynh lựa chọn để giáo dục, với hy vọng con không lặp lại sai phạm. Thế nhưng thực tế, điều này lại phản khoa học và ảnh hưởng đến quá trình phát triển tính cách của trẻ. Nếu bị quát mắng nơi đông người, nhất là trước mặt bạn bè, sẽ khiến trẻ cảm thấy xấu hổ, cũng không mang lại hiệu quả gì. Đặc biệt, hành động này của cha mẹ khiến trẻ tự ti, nhút nhát hoặc khó kiểm soát được cảm xúc sau này. Sai lầm của trẻ có thể chỉ rất nhỏ, nhưng nhiều người biết và bình luận lại thành chuyện lớn. Khi bị quát mắng nơi đông người, trẻ có cảm giác bị đẩy đến đường cùng, dẫn đến những hành động dại dột. Nhiều trẻ con còn sinh tâm lý hằn học, chống đối, nuôi hận thù trong lòng. Trẻ nhỏ cũng có sĩ diện và lòng tự trọng, nên khi bị người thân, nhất là cha mẹ mắng mỏ trước nhiều người, đồng nghĩa với việc cái tôi và lòng tự trọng bị tổn thương. Cách dạy này vô tình phản tác dụng và có thể gây ra những hậu quả lớn.
Vậy nên cha mẹ hãy cố gắng lắng nghe, thấu hiểu suy nghĩ của trẻ và chọn cách ứng xử thích hợp khi đang ở giữa đám đông hay nhà có khách. 4. Cha mẹ không thích giao lưu. Cha mẹ không thích kết bạn, giao lưu với mọi người sẽ khiến vòng tròn hiểu biết và mối quan hệ trở nên bó hẹp. Điều này khiến tầm nhìn của những đứa trẻ cũng bị thu hẹp lại, gặp nhiều hạn chế. Ngược lại, nếu cha mẹ có nhiều bạn bè, con cái sẽ học được sự hiếu khách, cởi mở, hòa đồng. Trẻ còn học được phép lịch sự cơ bản, kỹ năng giao tiếp, giúp cải thiện khả năng ngôn ngữ một cách rõ rệt. Điều này giúp trẻ dễ có cơ hội thành công trong tương lai.